Huân chương quyết thắng và nhiều bằng khen, giấy khen khác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đến hôm nay, với 84 tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng, đồng chí đã hy sinh cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho cách mạng. Đồng chí ra đi để lại những người, để lại người vợ, những người con, người cháu hiếu thảo. Chúng ta mất đi một người đồng chí kiên trung, đó là sự mất mát vô cùng to lớn. Đồng chí đã về với tổ tiên trong khi toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn. Quê hương đất nước đang từng giờ, từng phút đổi mới, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trước vong linh của đồng chí, chúng tôi xin hứa quyết tâm đưa hết sức lực, trí tuệ của mình, chung sức, chung lòng, thực hiện cho bằng được những ước mong mà lâu nay đồng chí Hằng mong muốn, đó là xây dựng quê hương Cà Rống Bút và xã Tân Lập giàu đẹp. Kính thưa toàn thể gia quyến đồng chí Lê Huy Lĩnh, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, cán bộ, đảng viên có mặt hôm nay, thay mặt ban lễ tang, tôi xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Lê Huy Lĩnh lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước khi tiễn đưa đồng chí Lê Huy Lĩnh về nơi an nghỉ cuối cùng, đề nghị mọi người dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đại diện gia đình đồng chí Lê Huy Lĩnh có đôi lời phát biểu cảm tạ. Trân trọng kính mời. Điện lực Buôn Hồ, các phòng ban, đội quản lý thuộc điện lực Buôn Hồ,
Công ty cà phê Phương Hồ, các chi bộ nhà trường, các công ty đóng trên địa bàn xã Tân Lập, anh em, con cháu, họ tộc, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng, nội ngoại, các gia đình, thân, thư gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến cúng viếng, gửi vòng hoa, tấm liễn, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó lấy kìm cắt ngang chứ buộc chặt lắm. Còn không thì giật mạnh một cái là nó đứt. Giật mạnh cái là nó đứt. Đứng đứng im đi, có kìm nè. Ý là giữ một tấm cho nó. Đây đây đây, kìm đây, kìm đây. Kìm đây nè, kìm nè. Kìm.
công ty ở khu phố đầy nhẹ nhé. Đang là cờ quốc gia mà kéo vô vuông bánh này, kéo thẳng lại, kéo cho thẳng lại.